Bác nào cần dao? Tôi là dao mao. 0947640046. Đi xem ăn cỗ bản mà cuối cùng là gặp toàn cướp thôi. Dạ thì châu bò nó lắm thôi. Chỉ ở đây thường muốn quá hỏng hết bộ pyjama của mình rồi. Phải giặt cái gấu quần này tí cho nó khô. Nhanh lên. Nhanh cái gì? Từ từ nha. Tí nó khô cái gấu quần này mới đi được. Đi đâu để mình sẽ chờ. Mẹ em đi với anh nhé. Anh hãm lắm. Đi đâu cần cứt rồi. Lâu thế không biết. Từ. À.
các bạn cũng muốn mình trốn vào đây qua mọi người. Mình mới lấy ra một ý tưởng này đấy. Mọi người có đang nghĩ cái mình đang nghĩ. Để mình đi kiếm cái kéo đó mọi người. Mọi người phải cho Madagascar bí mật thì thôi. Madagascar chuyên ra là đi đâu cũng lề mề. Mình cho Madagascar một bài học luôn mọi người ơi.
nữa. Gì đấy? Chết rồi. Sao nhỉ? Bỏ đây ơi. Đây. À, con chó lợn này. Chỉ có nó thôi. Đấy, về kiểu gì đây? Xong chứ chó lợn này chuồn đi rồi. Ôi chết cha rồi, đi bộ về à? Lúc này thì đi nào được cơ. Lợn này tao về tao giết bỏ. Quấn kiểu gì cho nó kín này. Thịt bỏ luôn.